Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hảo Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương vùng. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bộ xương khô đấu thánh vốn có màu ngọc bích, nhưng vì hấp thu huyết vụ, bây giờ đã biến thành màu đỏ sẫm. Trên đỉnh đầu của bộ hài cốt xuất hiện hai quyền trục đang bay lượn. Trong trận hỗn loạn lúc trước, không biết người nào may mắn chiếm được một quyền. Vì vậy Bây giờ chỉ còn lại hai quyền trục này là vật vô chủ, nhưng giờ phút này, bộ hải cốt đấu thánh chấn giữ, ai cũng không dám mạo hiểm tranh đoạt. Trích tình lão quỷ trầm giọng nói, các vị không cần hoảng hốt, trong bộ hài cốt này là một đạo tàn hồn, do vị cường giả kia lưu lại, không phải đấu thánh thật sự, muốn đánh bại nó, không phải không có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải liên thủ lại, nếu không sẽ bị nó tiêu diệt từng người một, rất có thể toàn quân bị diệt, tiêu viêm mỉm cười nói. Trích tinh lão tiên sinh nói không sai nhưng bộ hài cốt này là do ngươi đánh thức đành mời ngươi ra tay trước đường chấn gật đầu tán thành đúng vậy việc này nên như thế ngươi phải gánh một nửa trách nhiệm muốn chúng ta liên thủ đối phó nó ngươi xung phong lên trước đi một vài cường giả khác trầm ngâm rồi gật đầu tán thành thấy thế khuôn mặt nhăn nheo của trích tinh lão quỷ run lên ánh mắt oán độc nhìn về phía tiêu viêm sau đó lão ta đảo mắt khắp nơi cuối cùng chỉ có thể gật đầu đường hoàng nói mọi người nói cũng phải đã vậy lão phu liền xung phong đánh trận đầu nhưng xin nhắc nhở chư vị một chút cường giả ở nơi này càng ít chúng ta càng rơi vào tình cảnh nguy hiểm mặc kệ chúng ta trước đây ân oán thế nào nhưng hiện tại đã đứng cùng một con thuyền thuyền lật tất cả mọi người đều không có kết quả tốt đẹp gì tiêu viêm cười nói xin trích tinh lão tiên sinh yên tâm chúng ta sẽ không đứng nhìn người chết trong tay của hải cốt đấu thánh này đâu cùng lắm là chỉ bị thương hơi nặng một chút thôi sắc mặt lão già áo đen của thiên yêu hoàng tộc trầm xuống lạnh giọng quát lên được rồi đừng nói những lời vô ích nữa muốn động thủ thì làm nhanh đi bộ hài cốt này dường như đang hấp thu lực lượng từ trong huyết vụ nghe vậy tất cả mọi người cả kinh ánh mắt nhìn qua quả nhiên thân thể hài cốt của đấu thánh hiện lên một màu đỏ như máu càng lúc càng cô đọng huyết vụ xung quanh cũng đang tiến vào trong thân thể tiêu viêm trầm giọng trích tình lão tiên sinh động thủ đi khóe mắt của trích tinh lão quỷ co giật vài cái nghiến răng nghiến lợi nói lão phu biết không cần người lắm mồm thân hình lão ta khẽ động sau đó hóa thành một bóng đen mờ nhạt lao về phía bộ xương khô ở trung tâm đại điện thấy trích tinh lão quỷ lao đến bàn tay của bộ xương hiện lên ánh sáng hồng nhạt tung một chảo thẳng về phía trích tinh lão quỷ tốc độ của bộ xương nhanh như chớp không gian như bị xé rách lập tức xuất hiện trước mặt của trích tinh lão quỷ trong lòng trích tinh lão quỷ trầm xuống bàn tay nắm chặt đấu khí ngưng tụ trên cánh tay phải còn lại lập tức đánh ra một quyền hải cốt đấu thánh này bị chấn lùi lại một bước, nhưng trích tinh lão quỷ bị lùi về phía sau vài chục bước, cực kỳ chật vật. Chẳng qua trích tinh lão quỷ cũng không phải là người bình thường. Sau khi ổn định thân thể, lão lại một lần nữa phóng tới, tiếp tục quấn lấy hài cốt đầu thánh, bắt đầu một trận đại chiến. Tiêu viêm đứng nhìn, trực lưỡi vài cái nói, bộ hài cốt này rất mạnh, ngay cả cường giả như trích tinh lão quỷ, dùng hết toàn lực mà vẫn bị áp chế đến mức liên tiếp lui lại. Ngay lúc này, huyết vụ tràn ngập trong đại điện, âm thanh xé gió đột nhiên truyền ra sau đó là một vài con khôi lỗi nhanh như chớp lao ra từ trong huyết vụ mạnh mẽ công kích về phía trích tình lão quỷ vừa rồi những khôi lỗi này đã giết không ít cường già nhưng cũng có một vài con bị đánh thành bụi phấn cho dù như vậy vẫn còn dư lại sáu con bây giờ lại xuất hiện cùng lúc tấn công trích tình lão quỷ cũng biến sắc lão ta đạp chân xuống đất một cái thân hình nhanh chóng lùi lại phẫn nộ giống lớn khốn khiếp các người còn nhìn cái gì mau động thủ lão già áo đen của thiên yêu hoàng tộc mở miệng đường chấn cốc chủ băng hà cốc chủ còn có vị tiêu viêm tiểu hữu này bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ trợ giúp trích tinh lão quỷ giải quyết bộ hài cốt này mọi người thấy thế nào điều khiến mọi người bất ngờ chính là lão nhắc đến tiêu viêm thực lực chỉ mới đạt đến đấu tôn nhất tinh ngón tay của tiêu viêm khẽ động liếc nhìn lão già áo đen kia đường chấn cùng với bằng hà tôn giả đã gật đầu tiêu viêm đành phải gật đầu ánh mắt nhìn xung quanh nói về phần sáu con khôi lỗi xin nhờ đến chư vị ở đây một vài cường giả còn lại vội gật đầu nói tiêu viêm tiên sinh yên tâm những khối lỗi này sẽ không quấy rầy các ngươi đâu tiểu y tiên nhẹ giọng nói yên tâm tiêu viêm gật đầu rồi lại nhắc nhở các người cũng nên chú ý nếu có tình huống gì không đúng lập tức rời khỏi không cần lo cho ta ta sẽ không sao đâu sau đó hắn trao đổi ánh mắt với đường chấn một chút thân hình bốn người lao nhanh ra hợp sức với trích tinh lão quỷ vây công bộ hài cốt này các vị cường giả khác cũng lập tức hành động từng bóng người bay vào trong điện đấu khí hùng hồn bạo phát vây quanh sáu khôi lỗi sau đó giống như một đàn côn trùng liều chết xông lên thấy có người hỗ trợ trích tinh lão quỷ thở phào nhẹ nhõm trầm giọng nói các vị cùng nhau động thủ nhưng cẩn thận tốc độ của bộ hài cốt này bốn người khẽ gật đầu lão giả tên hoàng hiên của thiên yêu hoàng tộc quát lên đồng loạt ra tay dứt lời bảo vai lão rung lên một đôi cánh chim mọc ra tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều thân hình lóe lên là người đầu tiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bộ hài cốt lão vung tay lên trưởng phong sắc bén lập tức bắn ra sau hoàng hiên đường chấn cùng băng hà tôn giả trích tinh lão quỷ tiêu viêm cũng vội vàng lướt tới đấu khí mênh mông bao phủ bộ hài cốt kình phong sắc bén va chạm vào thân thể nó tia lửa bắn ra khắp nơi bộ hài cốt có chút luống cuống nó không phải đấu thánh thực sự không cách nào chống lại đám người tiêu viêm tia lửa tung tóe quyền cướp của đám người tiêu viêm đánh mạnh vào bộ hài cốt khiến huyết sắc trên bộ hài cốt nhạt đi vài phần hồng quang trong hốc mắt cũng dần suy yếu bàn chân tiêu viêm lóe lên ngân quang đám mạnh vào đầu hài cốt hỏa diễm nâu tím lượn lờ trên bàn tay sau đó đánh mạnh vào một khúc xương sườn của bộ hài cốt cuối cùng màu đỏ trên khúc xương đó hoàn toàn biến mất tiêu viêm muốn lùi về phía sau nhưng vô tình phát hiện trên khúc xương sườn đó có một loại văn tự kỳ dị đang hiện lên tiêu viêm ngẩn người một ý tưởng khó tin xuất hiện trong đầu những văn tự này chẳng lẽ là thiên giai đấu kỹ tiêu viêm kinh hãi không thôi thì ra mười quyền trục kia đều là để mê hoặc mọi người bảo bối thật sự nằm trên bộ hài cốt này thảo nào trích tinh lão quỷ lại tốn sức nhiều như vậy lão ta đã biết bảo bối được giấu trên thân của hài cốt tiêu viêm lấy lại tinh thần hắn âm thầm cười lạnh lão quỷ này thật gian xảo ánh sáng trong mắt nhanh chóng thu hồi ngọn lửa nâu tím xuất hiện trên bàn tay tiêu viêm đánh ra vài trường mỗi một trường đều nhằm vào các xương sườn trên lưng của bộ hài cốt dưới nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa màu đỏ tươi của xương sườn nhanh chóng tiêu tan liếc nhìn một chút tiêu viêm phát hiện không phải mỗi khúc xương đều có văn tự hình như chỉ có xương sườn ở vùng thắt lưng mới có loại văn tự này ánh mắt tiêu viêm lóe lên sự hưng phấn chỉ có ba khúc xương sườn có loại văn tự này hắn có thể khẳng định văn tự trên ba khúc xương sườn này mới thật sự là thiên giai đấu kỹ tiêu viêm không dám nhìn lâu lo rằng người khác sẽ phát hiện ra ngân quang dưới chân lóe lên né tránh bàn tay sắc bén của hải cốt nhìn màu đỏ trên người hải cốt càng lúc càng nhạt khuôn mặt trích tình lão quỷ lộ vẻ vui mừng lớn tiếng nói mọi người tăng thêm lực nó sắp không kiên trì được rồi đấu khí cắt ngang không gian liên tục nổ tung trên thân của hải cốt lực lượng đáng sợ khiến cho đại điện nứt ra từng khe lớn hồng quang trong hốc mắt của bộ hải cốt rung động kịch liệt trong chớp mắt thân hình nó đột nhiên bất động đám người trích tinh lão quỷ ngần ra lập tức nắm lấy cơ hội này phát ra thế công như vũ bão trong lòng tiêu viêm có một chút bất an cường giả đấu thánh quá cường đại cho dù là một đạo linh hồn tàn ấn nhưng không dễ dàng tiêu diệt như vậy tiêu viêm đột nhiên quay đầu truyền âm cho mấy người tiểu y thiên mau rời khỏi đại điện bọn họ sửng sốt nhưng không kịp hỏi đã nhanh chóng lùi về phía sau thân hình đang đứng yên của bộ hài cốt đột nhiên chuyển động ngửa đầu lên trời âm thanh trầm thấp chậm rãi truyền ra đại thiên tạo hóa trưởng âm thanh đó chuyển đến bên tai tiêu viêm khiến lông tơ trên người hắn dựng ngược một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm từ linh hồn tràn ra nhanh như chớp tiêu viêm liền dùng tam thiên lôi động né tránh đường chấn cũng phát hiện không ổn vẻ mặt hoảng sợ quát lớn là thiên gia đấu kỹ mau lui lại sau đó lão quay người nhanh chóng bỏ chạy sắc mặt trích tinh lão quỷ tái xanh tức giận mắng khốn khiếp lão ta cũng nhanh chóng bỏ chạy trong chớp mắt đã cách xa trăm mét đám người tiêu viêm đột nhiên bỏ chạy khiến cho mọi người chú ý tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định là chuyện không tốt bọn họ lập tức lui lại lúc đại điện rơi vào hỗn loạn màu đỏ tươi trên thân của hài cốt đấu thánh đột nhiên bừng lên hội tụ trên xương bàn tay nhuộm đỏ trong máu tươi bàn tay phải của hải cốt đột nhiên giơ lên sau đó đánh xuống nền đá cứng rắn của đại điện lộ ra lớp đất đá màu nâu bên dưới một lỗ hổng màu đen đột nhiên xuất hiện tại vị trí đó sau đó nhanh chóng lan ra bất kỳ thứ gì rơi vào lỗ đen này đều biến mất trong nháy mắt mọi người sợ đến hồn siêu phách lạc một người hét lớn chạy mau bọn họ chạy nhanh nhưng lỗ đen còn nhanh hơn hơn nữa lỗ đen kia còn bắn ra một lực hút kinh khủng một vài cường giả không cẩn thận bị hút vào ngay sau đó lập tức biến mất lúc này từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên những bóng người vùng vẫy giữa không trung nhưng không cách nào chống lại lực hút cuối cùng đều bị hút vào trong hóa thành hư vô tiêu viêm kinh hãi loại đấu kỹ này tuyệt đối là thiên giai thân ảnh nhanh chóng lao ra đột nhiên bị kìm chặt tiêu viêm thay đổi nét mặt lực hút ở phía sau càng lúc càng mạnh đủ để ảnh hưởng đến tốc độ của hắn hàm răng cắn chặt tiêu viêm tăng tốc đến mức tối đa ngọn lửa nâu tím lượn lờ quanh thân trước mặt hắn không ngừng có tiếng kêu thảm cùng những bóng người bị hút ngược về sau lỗ hồng màu đen nhanh chóng lan ra cả tòa đại điện khổng lồ giờ đây hoàn toàn biến mất tiêu viêm cảm nhận sức hút càng lúc càng mạnh tiêu viêm cắn răng nói lực hút càng lúc càng mạnh nếu cứ thế này thế nào cũng sẽ bị hút vào hắn mạnh mẽ xoay người hét lớn diễm phần vệ lãng xích khai sơn ấn phiên hải ấn công kích mạnh mẽ bắn ra từ trong tay tiêu viêm thân hình tiêu viêm cũng mượn lực nhanh chóng thối lui công kích tiếp xúc với lỗ hồng cũng lặng yên biến mất thậm chí tốc độ lan ra của lỗ hồng cũng không ngừng lại bàn tay tiêu viêm lại biến đổi tam thiên lôi huyễn thân một phần thân linh hồn hiện ra sau đó đạp mạnh lên vai hắn dưới lực đẩy mạnh mẽ này thân thể tiêu viêm bắn ra khỏi đại điện rơi xuống khoảng đất rộng bên ngoài về phần phân thân kia do lực phản chấn và lực hút cũng chạm vào lỗ hồng nhanh chóng biến mất sau khi tiêu viêm thoát chết lão giả áo đen cũng phát ra tiếng kêu sắc bén thân thể rung động hóa thành một con thiên yêu hoàng khổng lồ hai cánh vũ động rốt cục cũng thoát khỏi lực hút kia sau đó trời vật bay ra và mạnh vào hành lang bên ngoài đường chấn băng hà tôn giả trích tình lão quỷ cũng dốc hết sức để cao tốc độ đến cực hạn cuối cùng cũng ra khỏi đại điện rơi xuống khoảng đất rộng bên ngoài đại điện mọi người kinh hãi nhìn vào lỗ hồng màu đen khi lỗ hồng lan gần đến khoảng đất rộng rốt cục cũng ngừng lại rồi từ từ tan biến một khoảng đất trống gần mấy trăm trường xuất hiện trước mặt mọi người tòa đại điện to lớn lúc trước bây giờ cả mảnh vụn cũng không còn tiêu viêm nuốt một ngụm nước bọt lau mồ hôi lạnh trên trán hít sâu một hơi đè nén sự kinh sợ trong lòng ánh mắt nhìn vào giữa không trung nơi đó có một bộ hải cốt màu bạch ngọc đang lơ lửng hồng quang trong hốc mắt đã tan biến hiển nhiên đạo linh hồn tàn ấn do vị cường giả đấu thánh kia lưu lại hiện giờ đã hoàn toàn tiêu tán tiêu viêm nhìn chằm chằm bộ hài cốt ánh mắt bắn ra quang mang nóng rực thiên giai đấu kỹ sắc mặt của trích tinh lão quỷ cũng hiện lên vẻ điên cuồng linh hồn tàn ấn đã tiêu tán bộ hài cốt này đã không còn sức sát thương nhưng trích tinh lão quỷ vẫn rất khẩn trương lão ta không dám lập tức động thủ tiêu viêm đứng dậy đám người tiểu y tiên nhanh chóng lao tới lo lắng hỏi không có việc gì chứ tiêu viêm cười lắc đầu nhìn thấy mọi người không bị thương hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm ánh mắt thiên hỏa tôn giả vẫn còn sợ hãi nhẹ giọng than thở cũng nhờ có người kịp thời nhắc nhở nếu không hậu quả khó mà lường được một trường kia của bộ hài cốt đấu thánh này thật quá khủng khiếp không một ai ở đây có thể chống lại được tiểu y tiên nhẹ giọng nói đó là thiên giai đấu kỹ trong truyền thuyết chỉ là lực lượng do một đạo linh hồn tàn ấn của vị đấu thánh kia lưu lại nếu do một vị đấu thánh thực sự thi triển e rằng không chỉ biến mất một tòa đại điện mà là toàn bộ di tích thậm chí có thể là một nửa hài cốt sơn mạch tiêu viêm gật đầu nếu không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ đã bị hút vào trong lỗ hổng màu đen kia tan thành hư vô tử nghiên hả hê cười nói ha ha có không ít người đã ngã xuống ánh mắt tiêu viêm lướt qua khoảng đất rộng nhìn thấy số người còn lại rất ít hơn nữa sắc mặt những người này đều lộ ra sự sợ hãi thành lân có chút tiếc nối nói thật đáng tiếc những quyển trục kia đã bị hủy tiêu viêm cười nói bảo bối tốt nhất ở đây không phải là những quyển trục kia mà là bộ hài cốt của vị đầu thánh kia ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bộ hài cốt không chỉ thiên giai đấu kỹ ngay cả bộ hài cốt đó cũng là bảo vật có lực hấp dẫn kinh người, Thiên Hỏa Tôn Giả thấp giọng nói, còn sống đến lúc này, đa phần đều là các cường giả có bản lĩnh, cũng may bọn họ đều đã bị thương, xem ra thực lực của chúng ta là nguyên vẹn nhất, Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, không cần gấp, sẽ có người không kiềm được, ra tay trước, đám người tiểu y tiên ngẩn ra, ánh mắt liếc về phía Trích Tinh lão quỷ, thấy gương mặt của lão ta lộ ra vẻ điên cuồng, Trích Tinh lão quỷ đột nhiên đứng dậy, đường hoàng hét lớn, bộ hài cốt quỷ dị này hại chết quá nhiều cường giả của hồn điện như vậy hôm nay lão phù thu hồi ngươi khi ra ngoài sẽ thiêu thành cho bụi sau đó thân hình lão ta khẽ động hóa thành bóng đen nhanh chóng lao về phía bộ hài cốt đang lơ lửng giữa không trung hoàng hiên đường chấn cùng với băng hà tôn giả hư lạnh người nghĩ chúng ta đều là kẻ ngu sao chúng ta vất vả đánh tan linh hồn tàn ấn của vị đấu thánh kia để cho ngươi chiếm tiện nghi bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của bộ hài cốt này bảo bối như vậy sao có thể để cho trích tinh lão quỷ mang đi ba người bọn họ đồng loạt thi triển thân pháp lóe lên vài cái đuổi theo trích tinh lão quỷ mỗi người đánh ra một trường kinh phong khủng bố đem không gian xé thành ba cái khe đen kịt trích tinh lão quỷ biến sắc thực lực của ba người hoàng hiên đều không thua kém lão ta hiện tại lại cùng nhau ra tay sao lão ta có thể chống đỡ được thân hình lão ta lập tức xoay người một cái lưu lại vài đạo tàn ảnh trên không trung né tránh ba luồng kinh phong kia đồng thời cũng khiến tốc độ lão ta giảm xuống thân hình ba người hoàng hiên nhanh chóng lướt tới vươn tay về phía bộ hài cốt trích tình lão quỷ phẫn nộ gầm lên thật vô sỉ muốn chết một lực hít bỗng chốc trào ra từ lòng bàn tay của lão ta khiến tốc độ của ba người kia trì trệ trong chốc lát lão ta nhân cơ hội này nhanh chóng lao tới bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay của bộ hài cốt nhưng lão ta chưa kịp mừng rỡ kình phong sắc bén từ sau lưng lão ta đánh tới bàn tay đang nắm bộ hài cốt trượt vung lên đem hài cốt ngăn chặn ở phía sau, muốn dùng hài cốt chống đỡ công kích mạnh mẽ của ba người Hoàng Hiên. Công kích đánh mạnh lên bộ hài cốt, khiến trích tinh lão quỷ liên tục lui về phía sau, nhưng có hài cốt chống đỡ, lão ta cũng không bị thương. Lấy được bộ hài cốt, khuôn mặt trích tinh lão quỷ hiện lên sự mừng rỡ, lập tức quay đầu bò chạy. Một thân ảnh quỷ dị hiện ra trước mặt lão ta, cười nói, còn muốn chạy, một cái xích lớn, ẩn chứa kình phong mạnh mẽ, đánh mạnh về phía lão ta, trọng xích đánh vào hài cốt, tạo ra vô số tia lửa cánh tay của tiêu viêm cũng bị lực phản chấn làm cho tê dại trích tinh lão quỷ cũng bị đánh lùi về phía sau lúc này ba người hoàng hiên đã đuổi tới đấu khí đánh vào những vị trí yếu hại của trích tinh lão quỷ mọi người trợn mắt nhìn năm người ra sức tranh đoạt bộ hài cốt trong lòng thầm than xem ra bộ hài cốt đấu thánh này mới chính là bảo bối nếu không phải sao có thể khiến các cường giả như trích tinh lão quỷ liều mạng cướp đoạt ánh mắt bọn họ sáng lên một vài người còn dám đứng lên muốn tham gia tranh đoạt cường giả của thiên yêu hoàng tộc băng hà cốc phần viêm cốc lập tức vận chuyển đấu khí lệnh giọng nói thực lực không đạt đến đấu tôn tam tinh xin khuyên các vị không nên tiến lên chịu chết không ít người biến sắc những thế lực này liên thủ cho dù bọn họ có chút bản lĩnh cũng không có cách nào dọn sạch toàn bộ hơn nữa những người trên không trung đều là cường giả đứng đầu bọn họ xông lên cũng là tìm đường chết cuối cùng những người này chỉ có thể không cam lòng lắc đầu buông bỏ ý nghĩ tham lam muốn chiếm đoạt thiên tài địa bào cũng cần có thực lực nếu không chỉ mang đến họa sát thân nhìn thấy một màn này đám người tiểu y tiên thở phào nhẹ nhõm bọn họ không muốn có thêm người tranh đoạt hài cốt bị ba cường giả có thực lực không kém bản thân vây công trích tình lão quỷ cũng khó lòng chống đỡ kiên trì hơn mười hiệp cuối cùng cũng đã kiệt sức lựa chọn rút lui lão ta muốn lui nhưng đám người hoàng hiên lại không cho hắn cơ hội ba người nhanh chóng tìm được cơ hội đấu khí mạnh mẽ đánh thẳng lên vai trái của bộ hài cốt ba luồng đấu khí mạnh mẽ đồng loạt đánh vào cùng một vị trí lực sát thương cực kỳ khủng khiếp bộ hài cốt phát ra một tiếng răng rắc cánh tay trái của bộ hài cốt bị đánh gãy hài cốt bị đánh bay trích tinh lão quỷ cầm cánh tay bị gãy đó sắc mặt tái xanh gầm lên giận dữ khốn kiếp thân hình lão ta lóe lên đuổi theo bộ hài cốt tiêu viêm đột nhiên xuất hiện bàn tay vươn ra nhanh chóng nắm lấy bộ hài cốt trích tình lão quỷ nhất thời giận dữ quát tiêu viêm người muốn chết tiêu viêm không thèm để ý lão ta ánh mắt lướt qua phát hiện ngoại trừ đường chấn khuôn mặt của hoàng hiên cùng băng hà tôn giả đều tràn đầy sát khí ngọn lửa nâu tím lập tức lượn lờ trong tay bẻ gãy ba khúc xương sườn cất dấu văn tự kỳ dị rồi lập tức thu xương sườn vào trong nạp giới trái tim hắn đập thình thịch vì hưng phấn thiên giai đấu kỹ cuối cùng đã thuộc về tiêu viêm hắn tiêu viêm cố gắng áp chế sự kích động trong lòng ước mắt nhìn trích tinh lão quỷ hoàng hiên cùng băng hà tôn giả đang nhanh chóng lao tới trích tinh lão quỷ giận dữ gầm lên tiêu viêm giao hải cốt đấu thánh ra đây lão ta đột nhiên tăng tốc bàn tay nhắm thẳng vào cổ họng của tiêu viêm lúc này tiêu viêm đã lấy được ba khúc xương sườn cất dấu văn tự kỳ dị rồi bộ hài cốt này đã không còn tác dụng nữa hắn nhanh chóng lùi về sau rồi vung tay ném bộ hài cốt đấu thánh về phía trích tinh lão quỷ hắn cười nói người đã muốn vậy ta cho người trích tinh lão quỷ vô cùng sừng sốt nhưng cũng không trần chờ vội vàng vươn tay chụp lấy nắm chặt hài cốt đấu thánh trong tay ngay lúc này hai tiếng quát lớn liền vang lên bên tai lão ta nói lão quỷ không nên nuốt một mình như vậy hai bàn tay từ phía sau vươn tới nhanh chóng chụp lấy bộ hài cốt bộ hài cốt bị lôi kéo đến rung lên lách cách phát ra một loạt âm thanh răng rắc đáng sợ khuôn mặt trích tinh lão quỷ trầm xuống tay vẫn nắm chặt hài cốt đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng ngưng tụ ở lòng bàn tay tức giận quát đây là vật mà hồn điện phải lấy các người lại dám nhúng tay vào sao lực đạo trên tay hoàng hiên tăng lên tạo thành từng khe nhỏ đen kịt hắn cười lạnh nói người khác sợ hồn điện nhưng thiên yêu hoàng tộc ta không sợ các ngươi ba người trên không trung mỗi người nắm lấy một phần thân thể của hài cốt gân xanh trên cánh tay hiện lên không hề thoái nhượng một vài khớp xương của bộ hài cốt cũng chậm rãi bong ra đường chấn lướt đến bàn tay nắm lấy một vị trí trên hài cốt miệng hét lớn ha ha nếu đã không chịu buông tay vậy để lão phù giúp các ngươi đường chấn đánh ra một luồng đấu khí kinh khủng bốn cường giải đấu tôn tứ ngũ tinh đồng loạt thi triển toàn lực cuối cùng bộ hài cốt không chịu đựng được bị phân thành nhiều mảnh bốn người kia bay ngược về phía sau khuôn mặt trích tinh lão quỷ tái nhợt nhìn cái đầu lâu trong tay khoái miệng co giật nói khốn kiếp từng mảnh hài cốt rơi xuống khoảng sân rộng lòng tham của mọi người vốn đã tắt ngóm nhưng lại lần nữa được thổi bùng lên ai nấy đều mừng như điên hài cốt đấu thánh mau đoạt lấy vô số bóng người phóng ra điên cuồng tranh đoạt tiêu viêm có chút ngạc nhiên hắn chỉ bè gãy ba khúc xương sườn không ngờ bọn họ lại kéo nát bộ hài cốt tiêu viêm nhìn sắc mặt trích tinh lão quỷ tái nhợt trong lòng xuất hiện ý nghĩ có điều nhìn bộ dạng của trích tinh lão quỷ tựa hồ không biết trên hài cốt đấu thánh ẩn chứa thiên giai đấu kỹ nếu không lão ta sẽ không mặc kệ như vậy hồn điện điện chủ giao nhiệm vụ này cho lão ta nhưng có lẽ không nói ra bí mật của thiên giai đấu kỹ cho lão ta biết tiêu viêm chớp mắt trong lòng cười hả hê thiên giai đấu kỹ được ẩn giấu cực tốt nếu không phải hắn gặp may mắn nhìn thấy chỉ sợ khó mà nghĩ tới thiên giai đấu kỹ lại khắc trên ba khúc xương sườn tiêu viêm lại nghĩ nhưng mà hài cốt đấu thánh có tác dụng không nhỏ nếu không chiếm được toàn bộ cũng phải lấy một mảnh vậy đối với sự cứng rắn của hải cốt tiêu viêm đã tự mình trải nghiệm hắn chỉ bè gãy ba khúc xương sườn lại phải dựa vào nhiệt độ kinh khủng của tam thiên liên tâm hòa đồng thời sử dụng toàn bộ lực lượng ánh mắt tiêu viêm liếc nhìn không trung thấy một mảnh hải cốt tương đối lớn đang lơ lửng hẳn là cánh tay phải của hải cốt bộ phận này cứng rắn hơn những nơi khác cho nên không có hư hại quá lớn tuy nhiên lúc này nhìn chúng thứ kia không chỉ có một mình tiêu viêm có vài vị cường giả khác đều đang lao về phía nó tiêu viêm nở nụ cười đầu ngón chân điểm vào hư không bàn chân lóe lên ngân quang lập tức xuất hiện ngay vị trí khúc xương đó bàn tay vươn ra nắm chặt lấy nó sắc mặt các cường giả đang lao đến trầm xuống nhưng nghĩ đến thực lực của tiêu viêm cùng với đám người tiểu y tiên bọn họ chỉ có thể không cam lòng cán răng nhanh chóng quay người lao về phía các mảnh hải cốt khác tiêu viêm cầm khúc xương cánh tay xem xét xương cánh tay này rất nhẹ tiêu viêm cẩn thận quan sát mới phát hiện trên xương cánh tay có một ít hoa văn kỳ dị phát ra ánh sáng yếu ớt tiêu viêm trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên búng ngón tay một ngọn lửa nâu tím xuất hiện trên đầu ngón tay sau đó đưa tới gần xương cánh tay nó vốn dĩ có màu bạch ngọc phản chiếu với ánh lửa lại trở thành màu trong suốt có thể nhìn thấy một chất dịch đang chảy bên trong bàn tay tiêu viêm run lên hắn lẩm bẩm đây là tinh hoa đấu thánh trong những mảnh xương còn lại hẳn đều có thứ này nhiệm vụ của trích tinh lão quỷ chính là tranh đoạt thứ này biết được việc này tiêu viêm xoay người nhìn vào các mảnh hài cốt trên khoảng sân rộng tay áo vung lên một lực hút trào ra không ít mảnh hài cốt đều bay vào tay hắn khiến không ít cường giả bất mãn nhưng ngay khi bọn họ trợn mất đoàn người tiểu y tiên lập tức hành động bay lên giữa không trung bao quanh tiêu viêm tiêu viêm nhìn những mảnh hài cốt đang trôi nổi trước mặt tỉ mỉ kiểm tra một chút phát hiện không phải mảnh nào cũng có tinh hoa đầu thánh sau khi kiểm tra tiêu viêm tìm được bốn mảnh nhỏ có dịch thể cẩn thận thu vào trong nạp giới sau này hắn có thể sẽ dùng tới những thứ này tiêu viêm tiện tay thu hồi các mảnh hài cốt không có tinh hoa đấu thánh ánh mắt lướt nhìn xung quanh phát hiện sắc mặt trích tinh lão quỷ âm trầm đang thu thập các mảnh nhỏ một ít người lấy được mảnh hài cốt lập tức trở thành mục tiêu lão ta nhanh chóng ra tay cướp đoạt trong lòng vốn đang phẫn nộ lão ta đánh chết toàn bộ những người không may này thấy vậy các cường giả khác sợ hãi lùi về phía sau sau khi cướp đoạt xong trích tinh lão quỷ vẫn không hài lòng lập tức đảo mắt sau đó nhìn về phía tiêu viêm thấy được ánh mắt bất thiện của lão ta khuôn mặt tiêu viêm không chút sợ hãi cười lạnh nói thế nào còn muốn cướp nữa sao trích tình lão quỷ âm lãnh quát lên giao hải cốt ra đây tiêu viêm cười người đến mà lấy hắn búng tay bắn ra ba luồng dị hỏa ba loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau nhảy múa trước mắt trích tình lão quỷ khiến cho sắc mặt của lão ta trầm xuống khoái miệng trích tình lão quỷ co giật vài cái cuối cùng lão ta đè xuống lửa giận trong lòng hoàng hiên cách đó không xa nở một nụ cười bí hiểm lớn tiếng nói trích tinh lão quỷ ta cùng ngươi hợp tác thấy thế nào nghe được lão già này nói sắc mặt tiêu viêm lập tức trầm xuống trích tinh lão quỷ nhàn nhạt đáp hợp tác như thế nào hoàng hiên âm lãnh cười nói chúng ta liên thủ bắt tên tiểu tử này hải cốt giao cho ngươi ta chỉ cần một vật trên người hắn thế nào đối với thiên yêu hoàng tộc long hoàng bồn nguyên quả quá mức quan trọng bất luận là dùng loại thủ đoạn gì hôm nay hắn nhất định phải đoạt được nó nghe vậy đôi mắt của trích tinh lão quỷ hiếp lại một lát sau ánh mắt ác độc của lão ta nhìn về phía tiêu viêm gật đầu nói thành giao nhìn thấy trích tinh lão quỷ gật đầu nụ cười trên mặt hoàng hiên càng rõ hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đoàn người tiêu viêm đứng trên bầu trời thản nhiên nói tự mình giao ra đây chúng ta cho ngươi một con đường sống lúc này hoàng hiên vô cùng tin tưởng trích tinh lão quỷ là cường giả đấu tôn ngũ tinh thực lực còn mạnh hơn hắn một chút hiện tại bọn họ liên thủ với nhau thực lực đã vượt xa đám người tiêu viêm tiêu viêm cười lạnh một tiếng nói lão quỷ xem ra mất đi một cánh tay vẫn chưa đủ với ngươi nhắc tới cánh tay bị đứt sắc mặt của trích tinh lão quỷ hiện lên vẻ dữ tợn âm trầm nói yên tâm đi một chút nữa ta sẽ chém đứt toàn bộ chân tay của ngươi tiểu y tiên lạnh nhạt quát lên vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không hoàng hiên âm lãnh cười bàn tay vung lên cường giả của thiên yêu hoàng tộc và phong lôi các chậm rãi bước tới đấu khí tràn ra khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng sắc mặt tiêu viêm không chút thay đổi tay áo vung lên 11 bộ khôi lỗi nhanh chóng xuất hiện những khôi lỗi này không có chút khí tức nào nhưng tràn ngập mùi vị nguy hiểm thanh lân cũng cười nhạt một tiếng muốn ỉ đông hiếp yếu sao ánh sáng màu xanh lóe lên không gian trước mặt nàng trở nên vạn vẹo hơn 10 bóng người bỗng chốc xuất hiện dẫn đầu là hai lão giả áo đen khí tức mạnh mẽ khiến mọi người càng thêm kinh ngạc chính là thực lực của hai người này đều đã đạt đến đấu tôn ánh mắt hoàng hiên lướt qua khuôn mặt của hai lão giả này sắc mặt đột nhiên biến đổi thất thanh nói xà nha hỏa nham người của cửu u địa minh mãng tộc sao lại đi cùng tiểu tử này đôi mắt của phượng thanh nhi lóe lên nhíu mày nói trưởng lão không đúng hai vị trưởng lão của cửu u địa minh mãng tộc này nghe đồn đã mất tích nhiều ngày hoàng hiên ngần người mất tích hắn bất chợt nhớ ra điều gì ánh mắt nhìn về phía thanh lân có chút không tin được nói thì ra hung thủ thần bí khiến cho cửu u địa minh mãng tộc khốn đốn chính là ngươi thanh lân liếc nhìn hắn không nói gì hoàng hiền cất tiếng cười to nói ha ha tiêu viêm không nghĩ tới ngươi lại có thể kết giao nhiều hảo bằng hữu như thế nhưng với tính cách của cửu u địa minh mãng tộc chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi tiêu viêm không hề để ý từ lúc đi cùng thanh lân hắn đã biết rõ bản thân chắc chắn sẽ kết thù với cửu u địa minh mãng nhưng hắn tuyệt đối không hối hận tuy rằng cửu u địa minh mãng tộc cường đại nhưng trong lòng tiêu viêm điều này không quan trọng bằng thanh lân hắn đã lựa chọn giúp đỡ thân nhân và bằng hữu sẽ không e ngại bất kỳ điều gì bởi vì những lúc nguy cấp người vươn tay hỗ trợ chính là thân nhân cùng bằng hữu thậm chí bọn họ có thể hy sinh tính mạng để giúp hắn hùng chiến bực bội bĩu môi nói muốn đoạt bảo thì động thủ đi làm nhàm nhiều như thế làm gì hoàng hiên nhìn trích tinh lão quỷ nói trích tinh lão quỷ khôi lỗi của tiểu tử kia trải qua sự cường hóa của trận pháp có thể đã đạt tới cấp bậc đấu tôn ngũ tinh khôi lỗi đó sẽ do ta đối phó còn lại sẽ do cường giả của ta ngăn cản tiêu viêm kia giao cho ngươi thế nào nghe vậy khóe mắt trích tình lão quỷ co giật trong đám người kia thực lực của tiêu viêm tuy chỉ là đấu tôn nhất tinh nhưng lão ta biết tên tiểu tử này là khó giải quyết nhất mặc dù có chút trần trờ nhưng với tình hình hiện tại lão ta không thể cự tuyệt hỏa liên thật sự rất kinh khủng nhưng cần có thời gian thi triển chỉ cần quấn lấy tiêu viêm không cho hắn thi triển không có hỏa liên kinh khủng kia tiêu viêm trong mắt trích tình lão quỷ không đáng nhắc tới lão trầm ngâm một chút sau đó gật đầu một gã nam tử tóc bạc đột nhiên nói trường lão sao tiểu tử kia cho ta đi từ sau khi tiến vào trong đại điện tiêu viêm liên tục gây chú ý khiến gã có chút khó chịu hiện tại gã nhìn thấy cường giả như trích tinh lão quỷ phải tự mình ra tay đối phó tiêu viêm khiến gã vô cùng bực bội trích tinh lão quỷ lết nhìn gã lắc đầu thản nhiên nói người không phải đối thủ của hắn tuy lão ta rất muốn để người khác thay lão ta thu thập tiêu viêm nhưng gã nam tử tóc bạc này vẫn chưa đủ tư cách sắc mặt của gã nam tử tóc bạc nhanh chóng thay đổi nhưng ngại với thực lực của trích tinh lão quỷ chỉ có thể đè nén sự không phục trong lòng đang muốn nói thêm lại nhìn thấy hoàng hiên phất tay áo gã chỉ có thể cắn răng lui lại hoàng hiên nhìn về phía đám người tiêu viêm ánh mắt lóe lên hàn quang từ lúc rời khỏi khu rừng kia hắn đã phát tin tức về trong tộc với sự mê hoặc của long hoàng căn nguyên quả trong tộc sẽ phái ra không ít trợ thủ khi viện quân đến đám người của tiêu viêm có chạy đằng trời long hoàng căn nguyên quả sẽ là vật trong tay thiên yêu hoàng tộc hoàng hiên quát lên một tiếng trích tinh lão quỷ động thủ đi ngay sau đó đám người trích tinh lão quỷ đều chia nhau ra hành động theo kế hoạch sắc mặt tiêu viêm băng lãnh hắn biết hôm nay nếu muốn mang theo long hoàng căn nguyên quả cùng thiên gia đấu kỹ rời đi thì không thể tránh khỏi một trận đại chiến ngay lúc này đường chấn xuất hiện bên cạnh đám người tiêu viêm nhìn đám người trích tinh lão quỷ nói các vị mọi việc đều không thể cưỡng cầu nếu đã không phải của mình cho dù có muốn thế nào cũng vô dụng hà tất phải dùng đến bạo lực thấy vậy sắc mặt của hoàng hiên cùng trích tinh lão quỷ trầm xuống quát lạnh hỏi đường cốc chủ người có ý gì đường trấn không có cách nào khác lão muốn giao hảo với tiêu viêm lúc này lão tuyệt đối không thể đứng nhìn trầm giọng nói tiêu viêm tiểu hữu có ân với phần viêm cốc lão phu tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn trích tinh lão quỷ phẫn nộ quát đường trấn người nên vì phần viêm cốc cân nhắc một chút bọn họ vốn đang chiếm thế thượng phong nhưng phần viêm cốc lại nhúng tay vào sao lão ta có thể không nổi giận hơn nữa đối với thực lực của đường chấn, lão ta biết rất rõ ngay cả bản thân lão ta cũng không nắm chắc phần thắng đường chấn gia nhập cục diện hai bên lập tức thay đổi sắc mặt đường chấn trở nên lạnh lẽo trầm giọng nói trích tinh lão quỷ người không cần uy hiếp lão phu thời điểm phần viêm cốc xương bá ở trung châu người còn chưa được sinh ra đâu đám người trích tinh lão quỷ cùng hoàng hiên biến sắc bọn họ không ngờ quan hệ của đường trấn và tiêu viêm lại đạt đến tình trạng này băng hà tôn giả bỗng nhiên cười nhạt một tiếng đường cốc chủ không thể nói như vậy chuyện của người khác người không nên xen vào băng hà cốc cùng phần viêm cốc đã đối lập mấy đời hôm nay bản tôn muốn thử xem cửu long lôi cương hòa của phần viêm cốc ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào băng hà tôn giả cũng có ân oán với tiêu viêm lúc trước không ít trưởng lão của băng hà cốc chết trong tay của người này thậm chí sau khi lão tự mình ra tay lại bởi vì sự xuất hiện của cổ tộc khiến lão phải rút lui với tính tình của lão thù này tất nhiên phải trả thời điểm hiện tại chính là cơ hội tốt nhất sắc mặt đường trấn trầm xuống chậm rãi nói băng hà người cũng muốn chen chân vào sao băng hà tôn giả nở nụ cười thực lực của lão tuy rằng kém hơn đường trấn một chút nhưng nếu muốn quấn lấy đường trấn thì không thành vấn đề đến khi đám người trích tinh lão quỷ xử lý tiêu viêm xong đường trấn cũng chỉ có thể ảo não rời đi hơn nữa tiêu viêm bị giết chết lão cũng xem như xả được một ngụm ác khí. Băng hà tôn giả không rõ quan hệ của tiêu viêm với cổ tộc, cho nên lão không muốn tự mình ra tay, tránh gặp phải một ít phiền phức. Hồn điện và thiên yêu hoàng tộc ở Trung Châu đều là những thế lực lớn, có nội tình hùng hậu, cổ tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi. Đột nhiên có thêm trợ thủ, trích tinh lão quỷ và hoàng hiên mừng như bắt được vàng, quay đầu chắp tay với băng hà tôn giả nói, ha ha, băng hà tôn giả, trợ giúp hôm nay, ngày sau báo đáp ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người tiêu viêm bàn tay vung lên quát động thủ thân hình trích tinh lão quỷ cùng hoàng hiên nhanh chóng chuyển động giống như chim ưng vồ mồi lao về phía tiêu viêm đấu khí mênh mông khiến cho không gian chấn động sắc mặt trích tinh lão quỷ dữ tợn sát khí mãnh liệt quát lớn tiêu viêm mối thủ chặt tay giờ là lúc lão phu đòi lại tiêu viêm hít sâu một hơi đôi mắt hiếp lại bàn tay nhanh chóng chuyển động ngọn lửa nâu tím quấn quanh thân giống như hỏa long đang gào thét ngay sau đó đôi mắt đột nhiên mở lớn hỏa diễm bắn ra từ trong con ngươi đen kịt hắn quát lớn giết đấu khí trong cơ thể đám người tiểu y tiên bùng phát đại chiến kịch liệt cuối cùng cũng đã bắt đầu trên quảng trường sát khí tràn ngập khắp nơi tiêu viêm liếc nhìn trích tình lão quỷ cùng đám người hoàng hiên tâm niệm vừa động mười bộ khôi lỗi nhanh như chớp kết thành trận pháp tiêu viêm trầm giọng nói hoàng hiên giao cho thiên yêu khôi trích tình lão quỷ để ta đối phó còn những cường giả khác giao cho các người phụ trách ngăn trở tiểu y tiên lo lắng cho tiêu viêm trần chờ một chút nói để ta ngăn cản trích tinh lão quỷ lão già này thực lực quá mạnh mẽ tiêu viêm quay sang tiểu y tiên mỉm cười nói yên tâm cửu tinh đấu tông cùng nhất tinh đấu tôn là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt nhìn tiêu viêm vẫn kiên trì tiểu y tiên cũng không nói gì thêm khẽ gật đầu nói một khi đã như vậy người nên cẩn thận một chút sau đó thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại hơn trăm thước trên bầu trời đường trấn trầm giọng nói tiêu viêm nếu không phải kẻ địch mà nói ta đây sẽ hết sức từng trợ dứt lời bàn chân đạp hư không một cước liền xuất hiện trước mặt băng hà tôn giả nhìn theo bóng lưng của đường chấn tiêu viêm gật đầu cong ngón tay búng ra thiên yêu khôi bên cạnh cũng đã hấp thụ lực lượng của mười khôi lỗi liền xé gió đến bên hoàng hiên chặn hắn lại còn tiêu viêm cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt trích tình lão quỷ trích tình lão quỷ với nỗi nhục cụt tay sắc mặt sự tận nói lúc này đây ta sẽ không cho người bất kỳ một cơ hội dãy ruộng nào tiêu viêm cười đáp chuyện này không phải do ngươi quyết hai tay nhanh chóng kết xuất ấn kết tàn ảnh tung bay cùng tiếng quát thiên hòa tam huyền biến đệ nhất biến đệ nhị biến đệ tam biến cách đó không xa đường trấn cảm nhận được biến hóa của tiêu viêm nhịn không được run lên thầm nói ba loại dị hòa cùng với thi triển bí pháp thiên hòa tam huyền biến này quả thực chính là chuyên môn vì bản thân hắn mà tạo ra song trưởng nhẹ nhàng nắm lại lực lượng đáng sợ quanh quẩn lòng bàn tay tiêu viêm làm cho hắn có cảm giác ngay cả không gian cũng có thể bóp nát nhưng chưa hài lòng lắm với kết quả này tiêu viêm thầm nói cái này cũng miễn cưỡng thông qua mà thôi cảm nhận được đầu khí tăng vọt của tiêu viêm trích tinh lão quỷ cười lạnh nói thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc hừ chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi người không đủ tuổi ở trước mặt lão phu mà diễu võ dương oai sau đó hắn tung mười mấy đạo xương xích màu đen hùng hăng tiến về phía tiêu viêm rồi nhanh chóng vây quanh hắn tiêu viêm một cước đạp hư không từ sắc hỏa diễm trong cơ thể tiêu viêm bùng phát ra hung hăng bám vào mấy cái xiềng xích kia khiến cho bên trong xiềng xích truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết tiêu viêm khinh thường nói thủ đoạn nham hiểm này đối với ta cũng không có tác dụng ngay sau đó liền xuất hiện phía trên đầu trích tinh lão quỷ bàn tay nắm chặt trọng xích hiện lên không do dự bổ xuống cùng với tiếng hô to diễm phần vệ lãng xích phong thân hình trích tinh lão quỷ bất động mười mấy đạo xiềng xích đen nhánh khác từ trong quần áo bùng phát ra đón đỡ trọng xích đang bổ xuống đẩy lùi tiêu viêm hai bước trích tinh lão quỷ ngừng đầu cười dữ tợn nói tiến bộ không ít đó nhưng mà vẫn là không đủ hôm nay ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ một cơ hội sống sót nào rồi hắn quát lớn xâm la đại tinh thủ tiếng hô vừa dứt tiêu viêm liền phát hiện không gian xung quanh đột nhiên vạn vẹo quang cảnh nhanh chóng chuyển biến giống như ở trong tinh không xung quanh lộ ra nhiều ngôi sao lập lòe trích tinh lão quỷ sắc mặt âm hàn hô lên chết đi bàn tay hung ác nắm chặt chỉ thấy mảnh tinh không cấp tốc nhúc nhích tập hợp lại thành một bàn tay tinh không khổng lồ hung hăng chụp tới tiêu viêm nơi nào bàn tay khổng lồ đi qua thì không gian đều sụp đổ lộ ra không gian đen nhánh trống rỗng đây chính là sát khí của trích tinh lão quỷ trên quảng trường rộng lớn lại có không ít người biết tất cả đều sửng sốt trượt có người nói cư nhiên lại là xâm la đại tinh thủ cái lão già này như thế nào mà chỉ mới đối mặt có một lần liền trực tiếp thi triển ra sợ là tiêu viêm kia sẽ không đối phó nổi không gian đều bị phong tỏa tiêu viêm hít sâu một hơi áp chế dao động trong lòng Hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết động, từng đạo tàn ảnh tung bay, mặt khác, đấu khí trong cơ thể cũng giống như hồng thủy theo kinh mạch của cánh tay tuôn ra. Tiêu Viêm hô lên, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, tam ấn hình thành, năng lượng đáng sợ làm cho không gian không ngừng bạo liệt, xuất hiện từng cái khe đen nhánh. Tam ấn chồng lên nhau uy lực đủ để làm nát mấy ngọn núi, nhưng Tiêu Viêm lại lắc đầu nói, còn chưa đủ, bằng này còn không đủ chống lại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ, lập tức một ngụm chọc khí phun ra thủ ấn lại lần nữa phát sinh biến hóa tiêu viêm lại hô lên nhân thiên ấn theo nhân thiên ấn trồng lên chợt hào quang nở rộ bên ngoài quang ấn hiện lên một tinh tầng trong suốt kỳ dị chậm rãi lan tràn sau đó đem quang ấn kia vây kín lại để ấn quyết tư ấn trồng lên nhau hít sâu một hơi tiêu viêm bấm tay gẩy nhẹ nói đi khối tinh tầng thủ ấn đó rung lên rất nhanh kéo theo một cái đuôi dài ngoằn phá trường không dữ dội lướt đi trong chớp mắt hung hăng va chạm với bàn tay to như tinh không kia của trích tinh lão quỷ trích tinh lão quỷ thấy vậy sắc mặt dữ tợn hẳn lên quát vỡ cho ta bàn tay khổng lồ cùng thủ ấn kia dưới ánh mắt soi mói của mọi người ầm ầm chạm vào nhau tiếng động kinh thiên nổ ra nhất thời thiên địa đột nhiên trào dâng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo thấy vậy sắc mặt trích tinh lão quỷ trầm xuống nói tiểu tử này vậy mà có thể đánh chặn được xâm la đại tinh thủ của lão phu hắn mới vừa đột phá đến đấu tôn không bao lâu vậy mà đã mạnh mẽ như vậy nếu để hắn tiếp tục tu luyện chẳng phải lão phu cũng không phải đối thủ của hắn sao dứt lời tay áo đột nhiên rung động hắc tỏa liên lập tức bắn ra ngưng tụ thành một cánh tay bằng xích sắt nhanh như chớp lão đem thiết quyền do hắc tỏa ngưng tụ thành ầm ầm tiến về phía tiêu viêm tiêu viêm vội vàng dùng song trường che chắn nhưng cỗ lực lượng kinh khủng kia đem cả cánh tay tiêu viêm đánh cho tê dại khiến thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước một quyền đầy lui tiêu viêm trích tình lão quỷ cười lạnh một tiếng thân hình run lên lại lần nữa xuất hiện trước mặt tiêu viêm nhìn thấy trích tinh lão quỷ tiến đến tiêu viêm vội vàng thi triển tam thiên lôi động tới cực hạn từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời thân hình cũng nhanh chóng thối lui thế nhưng trích tinh lão quỷ vẫn giống như địa đói theo sát trích tinh lão quỷ đắc ý nói nguyễn hồn thân pháp của lão phu cũng không phải thứ mà tam thiên lôi động của ngươi có thể so sánh tiêu viêm thấy trích tinh lão quỷ đã đuổi kịp thầm nói lão quỷ này sao tới nhanh vậy trích tinh lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo quyền phong như vũ bão xối xả tấn công tiêu viêm liên tiếp bị chấn lui tuy nhất thời rơi vào thế hạ phong nhưng sắc mặt tiêu viêm vẫn bình tĩnh như trước từ sắc hỏa diễm xoay quanh đón đỡ lại thế công của trích tinh lão quỷ nhưng sau một lúc hắn cũng trở nên tức giận bỏ qua tất cả phòng ngự trực tiếp lựa chọn phương thức chống chọi trực tiếp trích tinh lão quỷ đánh hắn một quyền hắn cũng không chút khách khí trả lại đối phương một quyền liên tục duy trì trạng thái chiến đấu điên cuồng như vậy khiến trích tinh lão quỷ càng đánh càng kinh hãi nhìn từ sắc hỏa diễm lượn lờ quanh thân thể tiêu viêm hắn hiểu rõ có tam thiên diễm viêm hỏa hộ thể tiêu viêm giống như mang theo thuốc chữa thương cường độ cao nơi nào bị thương tam thiên diễm viêm hỏa sẽ mau chóng chữa khỏi thương thế nơi đó ngay lập tức nghĩ tới đây trích tinh lão quỷ cũng không dám tiếp tục chiến đấu như thế nữa nhanh chóng sử dụng đấu kỹ nhất kích tất sát thân hình lão trở nên hư ảo sau đó lại quỷ dị biến mất nhìn thấy trích tinh lão quỷ biến mất cả người tiêu viêm quần áo rách nát thân thể đau đớn dị thường, nhếch miệng cười nói, đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể cùng hắn hao tổn thêm nữa, bằng không, người ngã xuống đầu tiên chắc chắn là ta, hít sâu một hơi, đè nén đau đớn kịch liệt khắp cơ thể, thủ ấn của tiêu viêm liền biến đổi, một đôi cốt rực đột nhiên hiện ra, trên bầu trời, thân thể quỷ mị của trích tinh lão quỷ hiện ra, bàn tay kết ấn nhanh như chớp, năng lượng mình, mông gấp rút chuyển động, năng lượng vừa ngưng tụ, một đạo kình phong sắc bén nóng trái đột nhiên đánh úp lại làm cho trích tình lão quỷ biến sắc, thân hình vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà cốc bộ vừa lui, kình phong sắc bén kia liền quỷ dị chuyển hướng ra phía sau, đánh mạnh lên trên lưng hắn. Đột nhiên chúng đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem trích tình lão quỷ chấn ngược về sau, khiến hắn kêu rên thảm thiết. Lúc này quay đầu nhìn lại, thấy một đôi cốt rực bằng ngọc thạch trên lưng của tiêu viêm, trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin được. Tới giờ phút này, tiêu viêm kia dường như chỉ trong nháy mắt, mà thực lực đã tăng tới mức khủng bố đến mức ngay cả hắn cũng đều không cách nào phát giác ra tiêu viêm cười lạnh nói lão quỷ đón thêm một lần hòa liên nữa của ta thử xem sao sau đó ngón tay hắn cong lại rồi búng ra ba loại dị hỏa tiến lên phía trước rồi nhanh chóng chạm vào nhau trích tinh lão quỷ thấy vậy biết không thể để cho tiêu viêm có thời gian dung hợp ba loại dị hỏa kia được nghĩ tới đây hắn liền nhanh như chớp lao về phía tiêu viêm tiêu viêm thấy thế nói tốc độ đó vẫn còn chưa đủ cốt rực rung lên thân hình như sao chổi vội vàng lui về sau đem trích tình lão quỷ bỏ ra xa lời nói vừa dứt đột nhiên một chàng cười lạnh vang lên hai đạo thân ảnh mơ hồ từ giữa hư không lướt đến nói hắn không đủ vậy thêm ta nói có đủ không bóng người xuất hiện làm cho sắc mặt tiêu viêm khẽ biến nhìn thấy sau lưng hai người kia mỗi người đều có một đôi cánh trong lòng mạnh mẽ nói thiên yêu hoàng tộc bởi vì để che giấu việc hắn dùng đôi cánh thiên yêu hoàng tộc đem chế tạo thành đấu kỹ phi hành mà hắn lâu nay không dám đem đôi cánh đó ra sử dụng. Nhưng hôm nay, sự việc đã đến nước này hơn nữa, dù sao, hắn và thiên yêu hoàng tộc cũng đã sớm trở mặt thành thù rồi, nên hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Trong tình huống nguy hiểm này, hắn buộc phải đem đôi cánh đó ra sử dụng. Chính vì vậy, mà lúc này hắn đã lọt vào tầm ngắm của đám người thiên yêu hoàng tộc, khẽ đảo mắt qua hai lão già đánh giá thực lực, tiêu viêm thầm nói, hai cường giả ngũ tinh đấu tôn, là viện quân của thiên yêu hoàng tộc sao? Thì ra lão già hoàng hiên cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến một lão giả lướt mắt nhìn đôi cánh sau lưng tiêu viêm nói cốt sực của thiên yêu hoàng tộc cũng dám đem luyện hóa đảm lượng của ngươi quả thật rất lớn đó cường giả còn lại của thiên yêu hoàng tộc sắc mặt lạnh lùng nói không cần nói nhảm nhanh chóng bắt tiểu tử này lấy đi cốt sực mang về trong tộc tiếp nhận hình phạt tên tiểu tử này cần phải nghiêm trị bằng không sau này làm sao có thể làm kinh sợ ngoại tộc một lão giả khác gật đầu nói cũng tốt bắt hắn đem về phế bỏ đấu khí buộc hắn quỳ gối cả đời trong lăng mộ để chịu tội người có can đảm đem hai cánh của thiên yêu hoàng tộc luyện chế phi hành đấu kỹ thật sự là rất nhiều năm rồi chưa từng xảy ra hôm nay tiêu viêm ngươi là người đầu tiên nghe hai lão giả quyết định không coi ai vào trong mắt làm cho tiêu viêm tức giận cười nhạt một tiếng bày tay xoay tròn cấp tốc xuất ra ba loại dị hỏa lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một đó hỏa liên cực kỳ tinh xảo nhận thấy uy lực của hỏa liên ở trong lòng bàn tay tiêu viêm hai gã cường giả của thiên yêu hoàng tộc cũng sững sờ trích tinh lão quỷ đứng cách đó không xa ánh mắt kinh hoàng nhìn hỏa liên ở trong tay tiêu viêm trầm giọng nhắc nhở hai vị đây chính là hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa mà tạo thành chưa có khinh thường hai người gật sầu đáp được tuy nói vậy nhưng hai người họ vẫn chưa có phản ứng gì chằm chằm nhìn tiêu viêm lạnh giọng nói trên người của ngươi lão phù cảm ứng được mùi vị của yêu hoàng tinh huyết tất cả cấm kỵ của thiên yêu hoàng tộc đều bị ngươi phạm vào lúc này tiêu viêm đã dung hợp xong đóa hỏa liên ngón tay liền búng ra đoá hỏa liên đem theo một luồng lửa rực rỡ nhanh chóng lao về hai lão giả khi đến gần hai lão giả hỏa liên lại lần nữa nở rộ ra một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa lập tức bùng lên hai lão giả lúc này cũng nhanh như chấp xuất ra một thủ ấn kỳ dị miệng quát lớn yêu hoàng trung đấu khí trong cơ thể mênh mông bùng phát giữa không trung ngưng tụ thành một cái chuông lớn khổng lồ cao gần trăm trượng bao phủ hoàn toàn luồng hòa diễm phong bạo đang cuồn cuộn thổi đến luồng hỏa diễm phong bạo đụng thật mạnh vào vách chuông Bộc phát vô số tia lửa chói mắt, năng lượng cuồng nộ làm cho yêu hoàng chuông không ngừng run rẩy, trên vách chuông xuất hiện các khe nứt vỡ rất nhỏ rồi nhanh chóng lan ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt hai lão giả nhanh chóng thay đổi, hiện lên vẻ như thể không tin vào mắt mình. Đấu ký yêu hoàng chuông mà hai người liên thủ, uy lực đủ để vây khốn một gã ngũ tinh đấu tôn, nhưng chỉ trong mấy hơi thở, lại bị một tiểu tử tam tinh đấu tôn phá nứt, lướt nhau một cái thầm nói, tiểu tử này có chút cổ quái. Sau đó, hai lão giả nhẹ nhàng vung tay áo lên, truyền một cỗ khí tức mạnh mẽ vào thân chuông rồi quát bạo cho ta thấy vậy tiêu viêm liền bùng nổ triệt để uy lực của hỏa liên khiến nó bạo phát và đập mạnh mẽ lên phía trên cái chuông lớn tạo những tiếng kêu đinh tai nhức óc lúc này hai gã lão giả thiên yêu hoàng tộc liền xanh mặt sợ hãi nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiếp tục gia cố đã nghe một tiếng nổ vang thật lớn đấu ký yêu hoàng chuông cực kỳ chắc chắn đã triệt để nổ tung trong ánh mắt kinh ngạc của hai người yêu hoàng chuông nổ tung làm cho hai gã cường giả thiên yêu hoàng tộc cũng bị liên lụy hai tiếng kêu rên đau đớn phát ra cùng lúc cốc bộ hai gã cũng lảo đảo lúi ra sau hai bước hai lão giả nhanh chóng ổn định thân hình nhìn luồng hỏa diễm phong bạo đang tan giã cất tiếng cười lạnh quát điêu trùng tiểu kế nhưng ai cũng có thể thấy bàn tay giấu kín trong ống tay áo của hai người đang run lẩy bẩy cách đó không xa trích tinh lão quỳ nhìn hai vị cường giả thiên yêu hoàng tộc nhịn không được lắc đầu thương cảm nói hai tên ngu ngốc bằng năng lực của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được hai lão già tuy liên thủ nhưng cũng không phải là đối thủ của tiêu viêm lúc này tiêu viêm khẽ nhướng mày hướng ánh nhìn về phía hai lão già khóe miệng cười lạnh bình thản nói hai vị có cảm giác không tốt cho lắm phải không sắc mặt lão già mặc áo xám trầm xuống thản nhiên nói tiểu tử miệng lưỡi sắc bén nhanh chóng mang theo người của ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta về thiên yêu hoàng tộc chúng ta cũng không muốn dùng sức mạnh nhưng ngươi phải xem rõ tình thế hôm nay các người có chạy đằng trời khi âm thanh của lão vừa dứt giữa không trung đám người tiểu y tiên đã xuất hiện bên cạnh tiêu viêm tiểu y tiên khẽ nói một câu chúng ta bị bao vây nghe vậy ánh mắt tiêu viêm khẽ đảo qua xung quanh quảng trường liền phát hiện xung quanh đây xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh hơi thở hùng hồn đang bao vây xung quanh cục diện trước mắt làm cho tiêu viêm cũng nhịn không được thở dài nói thiên yêu hoàng tộc thật đúng là để mắt đến chúng ta quá hơn nữa lúc này quân địch còn xuất hiện thêm hai gã cường giả ngũ tinh đấu tôn nữa đội hình khủng bố bậc này cũng đủ để cho lão già áo xám cuồng vọng cục diện hôm nay quả thật có chút bế tắc thân hình hoàng hiên trôi nổi trên không song trưởng ôm trước ngực quát lạnh nói tiêu viêm mau đem long hoàng căn nguyên quả dao ra, ra đây chúng ta có thể thả cho đồng bạn của ngươi rời đi nếu không hôm nay đừng trách thiên yêu hoàng tộc đại khai sát giới lúc này tử nghiên cười lạnh nói thiên yêu hoàng tộc uy phong gớm nhỉ ánh mắt hoàng hiên hiếp lại nhìn chằm chằm tử nghiên chậm rãi nói thái cổ hư long chúng ta thật sự không muốn trêu chọc ngươi nhưng vì long hoàng căn nguyên quả thiên yêu hoàng tộc cũng tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ thiên hỏa tôn giả cao mày khẽ nói làm sao bây giờ cục diện thật không hay đội ngũ bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn xem ra còn kinh khủng hơn một phân điện của hồn điện tiêu viêm hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng thiên yêu hoàng tộc nếu thật sự động thủ đã cũng chỉ có thể thi triển hủy diệt hỏa liên một lần nữa lấy thực lực hiện nay của tiêu viêm nếu thi triển hủy diệt hỏa liên thì cho dù là bốn gã ngũ tinh đấu tôn cũng sợ rằng khó có thể chống đỡ. Tuy rằng, sau đó gã sẽ đi vào trạng thái suy yếu, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, giống như biết được suy nghĩ của tiêu viêm, tưởng nhiên khe khẽ lắc đầu nói, các ngươi không cần ra tay, mọi việc sao cho ta, nàng khẽ động bàn tay, long hoàng căn nguyên quả liền từ từ hiện lên, tưởng nhiên dơ cao long hoàng căn nguyên quả lên, ánh mắt lạnh lùng hiện vẻ tham lam của Hoàng Hiên, cùng hai gã cường giả thiên yêu hoàng tộc, cười lạnh nói, long hoàng căn nguyên quả ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ tới lấy, nhìn thấy hành động của tưởng nhiên, đám người tiểu y tiên ngẩn ra vừa muốn lên tiếng liền bị tiêu viêm giữ lại gã khe khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn tử nghiên gã biết tử nghiên tuy nghịch ngợm nhưng không phải tùy tiện nàng hành động như vậy hẳn phải có lý do của nàng ánh mắt hoàng hiên cùng hai gã lão giả thiên yêu hoàng tộc lắc nhau cùng gật đầu ra hiệu nói một thái hư cổ long ấu niên kỳ mà thôi ngươi nghĩ rằng đám người lão phu sợ ngươi sao sau đó thân hình ba người dữ dội lướt tới rồi cùng lúc ra tay như lang như hổ hướng tử nghiên vò tới trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt tưởng nhiên ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào Long Hoàng Can Nguyên Quả trên tay nàng chỉ cần có thứ này Thiên Yêu Hoàng Tộc sẽ xuất hiện một huyết mạch ma thú trí tôn mới loại huyết mạch này so với Thái Cổ Hư Long sẽ cường đại hơn rất nhiều bọn chúng quát lớn Long Hoàng Can Nguyên Quả là thuộc Thiên Yêu Hoàng Tộc chúng ta nhưng ngay tại lúc bàn tay ba người sắp chộp lấy Long Hoàng Can Nguyên Quả thì đột nhiên không gian bên cạnh nàng vỡ ra một lỗ hồng lớn một đạo thân ảnh cường tráng vượt qua không gian mà ra một luồng uy áp rất mạnh đột nhiên buông xuống dưới uy áp này những cường giả thiên yêu hoàng tộc sắc mặt tái nhợt mà thân hình ba người hoàng hiên đang vọt tới cũng đột nhiên đứng khựng lại trên mặt ba người nhanh chóng tràn ngập một vẻ kinh hãi bóng người hiện lên tràn ngập khí phách giận dữ lạnh lùng quát lớn tộc nhân của thái hư cổ long bộ tộc cũng không phải là người mà bọn tạp mau điều các người có thể động được ánh mắt kinh hãi của ba người hoàng hiên nhìn theo thân ảnh cường tráng vừa bước ra từ trong không gian liệt phùng một sự sợ hãi nhanh chóng xông lên đầu miệng lẩm bẩm thái cổ hư long trong giới ma thú tuy nói thiên yêu hoàng tộc cùng thái cổ hư long là hai bộ tộc đứng đầu nhưng bọn hắn cũng hiểu được trí tôn chân chính của ma thú giới vẫn luôn là thái cổ hư long vị trí này thái cổ hư long tuy ẩn nhẫn nhiều năm nhưng thiên yêu hoàng tộc như trước không dám có chút dị động ở thời viễn cổ cho dù là lão tổ tông thiên hoàng bộ tộc cũng khó lòng ngăn chặn thái cổ hư long càng không nói đến tiểu bối hậu duệ như bọn họ ngày nay đối với tưởng nhiên là thái cổ hư long còn đang bị vây trong ấu niên kỳ nên ba người hoàng hiên mới có thể kiên cường chèn ép nhưng tại trước mặt thái cổ hư long trưởng thành thì sự kiên cường kia lại biến mất nhưng bọt nước ba người nhanh chóng lướt nhau ra hiệu thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau mạnh mẽ muốn thoát khỏi không gian ngưng kết nhưng thân hình ba người vừa động bóng người cường tráng đang kia liền cất tiếng cười lạnh bàn tay to tướng hung hăng quạt mạnh xuống tát mạnh vào mặt ba người hoàng hiên tạo một cái dấu tay đỏ chói, xuất hiện trên khuôn mặt ba người một tát này đánh xuống, ba người Hoàng Hiên liền phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, hùng hằng rơi xuống đất, tạo ra ba cái hố sâu cực lớn. Nhìn ba người Hoàng Hiên mình đầy máu tươi nằm trong hố sâu, tất cả mọi người đều hoảng hốt, hít một luồng khí lạnh, trên gương mặt đám người Phượng Thanh Nhi, mồ hôi chảy ròng ròng, đầy vẻ khiếp sợ. Ba gã cường giả thực lực ngũ tinh đấu tôn, cũng không thể đón nổi một cái tát tùy tiện của một thái cổ Hư Long trưởng thành. Đám người Tiêu Viêm thấy cảnh này, cũng cực kỳ khiếp sợ. Theo suy đoán của Tiêu Viêm, thì vị thái cổ Hư Long này ít nhất cũng đạt đến cấp độ thất tinh, thậm chí bát tinh đấu tôn, vì vậy mới dễ dàng đem ba người hoàng nhân đánh cho không có lực hoàn thủ. Ở phía xa xa, đường trấn đang chiến đấu kịch liệt cùng Băng Hà Tôn giả, cũng kinh hãi vội vàng thu tay lại, trên vầng trán mồ hôi lạnh dày đặc. Trên đại lục, thái cổ Hư Long là một chủng tộc ma thú thần bí, cho dù là hắn cũng chưa hề thấy qua, không ngờ hôm nay lại có dịp trông thấy tận mắt. Trong lòng Băng Hà Tôn giả ý niệm liền xoay chuyển sâu trong nội tâm trào ra kiên kỵ rất lớn đối với tiêu viêm lão thầm nghĩ tiêu viêm đến tột cùng là ai không chỉ có thể có sự tương trợ của cổ tộc mà hiện giờ lại được thái cổ hư long trợ giúp người này không thể trêu chọc được thân ảnh cường tráng khoanh tay trước ngực tùy ý đứng trên bầu trời âm trầm nói còn có ai dám đến cướp đoạt bạch kỳ nam tử này ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo nhưng hiện giờ nhìn thấy nhiều cường giả thiên yêu hoàng tộc bị đối phương nói một câu mà sợ tới mức không dám trả lời thì không khỏi thầm giận lập tức trầm giọng nói các hạ chắc là tiền bối của thái cổ hư long bộ tộc lại đối với mấy tiểu bối thiên yêu hoàng tộc chúng ta đùa giỡn uy phong cũng không có bản lãnh gì trên hư không vị đại hán này nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống bạch y nam tử trượt lạnh lùng nói thiên yêu hoàng tộc vẫn còn có mặt mũi cùng lão tử nói những lời này sao lúc trước ba con tạp mao điều kia cũng đã làm chuyện như vậy không có bản lĩnh thì cút sao một bên đi muốn cùng lão tử giao ai so nắm đấm sao bọn tạp mao điều các ngươi lão tử sớm đã xem không vừa mắt rồi long hoàng căn nguyên quả cũng không phải thứ các ngươi có thể nhúng tay vào đại hán mở miệng một tiếng lão tử khí thế bộc lộ làm cho nhiều người phải cúi mặt theo lời nói này bọn hắn cũng nghe rõ ràng là muốn cùng đại hán này nói chuyện không cần phân rõ phải trái mà phải so nắm tay nghe vậy bạch y nam tử cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì nữa lấy thực lực của đại hán một đấm liền có thể đưa hắn về chầu diêm vương lúc này ba người hoàng hiên rốt cục cũng chật vật bò lên được lên miệng hố sâu khuôn mặt đầy máu ba người lướt nhau đều có vài phần nản lòng xem ra long hoàng căn nguyên quả đã không cách nào chiếm được rồi mặc dù thiên yêu hoàng tộc có thể tiếp tục phái ra cường giả có thể địch lại người này nhưng nếu thái cổ hư long bộ tộc đã chú ý tới long hoàng căn nguyên quả thì tuyệt đối sẽ không cho phép thiên yêu hoàng tộc đem nó đến tay lúc này đại hán mới quay đầu lại nhìn tưởng nhiên cười nói tiểu nha đầu lần này hắc thúc tới cũng không muộn phải không nghe vậy tử nghiên đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng trích tình lão quỷ cách đó không xa hử lạnh nói còn có con rùa già kia nhìn thấy tử nghiên chỉ về mình sắc mặt trích tình lão quỷ nhất thời biến đổi nhanh chóng quát lên lão phu chính là người của hồn điện nghe vậy vị đại hán tự xưng hắc thúc liền trừng mắt quát hồn điện cái rắm đánh ngươi một cái thì hồn điện dám đối với thái hư cổ long bộ tộc tuyên chiến hay sao nói rồi bàn tay to lớn lại giơ lên lần nữa tát một tát thẳng mặt trích tình lão quỷ nhìn đại hán tung quyền tiêu viêm liền nhận thấy không gian đột nhiên nổi lên một trận dao động lập tức đem cỗ kình lực đáng sợ kia chuyển đến mục tiêu công kích trong lòng tiêu viêm thì thảo tự nói nghe nói thái hư cổ long bộ tộc có thiên phú xuyên qua hư vô không gian bọn họ vận dụng không gian chi lực cũng không ai có thể sánh bằng một cái tát đánh bay trích tình lão quỷ sắc mặt đại hán lạnh lùng lớn tiếng quát lan đi thật xa cho lão tử người nơi này bọn nhãi nhép các ngươi không có tư cách động tới lúc này tự nhiên có cảm giác vừa lòng gật gật đầu rất là rộng lượng nói ừ làm cũng không tệ lắm lần này ta sẽ không tố cáo chuyện của ngươi nghe được hai chữ cáo trạng vẻ mặt đại hán liền buồn bực lặng lẽ không nói gì hiển nhiên là chịu không ít thiệt thòi tự nhiên lại hách miệng lên nói hừ lần này coi như ngươi chạy tới rất nhanh bằng không nếu long hoàng căn nguyên quả xảy ra sai lầm vậy cũng không phải cứ bế quan là có thể qua chuyện được đâu đại hán tự dưng hắc thúc nghe vậy liền cười ha hả hắn cũng biết tầm quan trọng của long hoàng căn nguyên quả nếu như để thiên yêu hoàng tộc lấy được vào tay vậy thì những lão gia hòa trong tộc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn sau đó tử nghiên quay đầu nhìn đám người tiêu viêm cười nói này đây là hắc kình cũng là tộc nhân thái hư cổ long bộ tộc ta rồi lại quay mặt nói với hắc kình bọn họ đều là bằng hữu của ta tiêu viêm cung kính chắp tay nói tiêu viêm gặp qua hắc kình tiền bối hắn biết đại hán này mặc dù thoạt nhìn tuổi không phải là lớn nhưng chỉ sợ tuổi thật của lão yêu quái này đã sống mấy vạn năm hắc kình nhìn tiêu viêm cười nói người là tiêu viêm sao là hậu bối của tiêu huyền không ngờ hiện giờ tiêu tộc còn có thể xuất nhân vật cỡ này không hổ đã từng là một trong bát tộc viễn cổ rồi hắn tự nói với lòng mình nhưng đáng tiếc huyết mạch suy yếu rất nhiều tiêu viêm sửng sốt nhắc lại tiêu huyền viễn cổ bát tộc tiêu huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của tiêu gia hắn đã nghe qua nhưng còn bát tộc viễn cổ quả thật có chút mờ mịt hắc kình nhếch miệng cười vỗ vỗ đầu tử nghiên nói năm đó khi ta cùng tiêu huyền biết nhau ta cũng như tử nghiên bây giờ không hơn kém bao nhiêu đâu nhưng về phần viễn cổ bát tộc hắn vẫn không trả lời chỉ giơ giơ bàn tay to lớn nói không nói nhiều đi thôi trước tiên ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này tránh cái bọn ra hỏa này càn quấy nói rồi bàn tay hắc kình tùy ý vung lên không gian trước mặt liền xuất hiện một cái khe nứt sau đó trong phần đông ánh mắt soi mói hắn bước vào trong khe nứt đám người tiêu viêm trần chờ một chút cũng theo chân đi vào trong đó khi người cuối cùng đi vào không gian liệt phùng thì hắc kình quát lạnh một tiếng ngay sau thiên yêu hoàng tộc làm việc phải thu liễm một ít các ngươi thật sự cho rằng thái cổ hư long bộ tộc không xuất thế thì có thể làm càn sao kể cả viễn cổ thiên hoàng tộc ta còn không sợ huống chi hạng người hậu duệ các ngươi chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch thiên hoàng nghe được tiếng quát uy hiếp rất đậm sắc mặt đám người hoàng hiên cũng trở nên dị thường khó coi gã nam tử bạch y nghiến răng mang vẻ mặt không cam lòng hỏi hoàng trưởng lão chẳng lẽ ngài để cho bọn chúng cứ như thế mà mang đi long hoàng căn nguyên quả sao lúc này hoàng hiên cũng đang tràn đầy phẫn nộ lại nghe được mấy lời như chó rùa của tên kia thì liền dáng cho tên kia hai cái bạt tay quát lớn vậy thì ngươi có biện pháp nào khác à xông lên liều mạng với bọn nó hả cho dù đám chúng ta có chết sạch sẽ thì ngươi cũng đừng hòng làm dụng một cọng lông của bọn chúng phượng thanh nhi nghiến răng nói thật không ngờ con a à đầu kia lại là người của bộ tộc thái hư cổ long nếu không phải vì nó thì long hoàng căn nguyên quả ấy đã lọt vào túi của thiên yêu hoàng tộc ta rồi lúc này hoàng hiên sắc mặt đen thui vung vẩy tay áo bước nhanh vào dãy hành lang phía trong vừa đi vừa nói đi chúng ta đi tới thú linh cháo ở đằng kia cùng nhau đem đám hải cốt của thiên hoàng về mặc kệ thế nào ta không thể mang tay không mà về được mặc kệ nó có hữu dụng hay không ít nhất cũng có thể chặn họng vài tên đám người phượng thanh nhi thấy thế cũng vội chạy theo sau nhìn đám người thiên yêu hoàng tộc nhanh chóng rút đi sắc mặt trích tinh lão quỷ cũng dần trở nên âm lãnh ánh mắt nhìn đăm đăm vào chỗ mà đám người tiêu viêm vừa biến mất lẩm bẩm nói tiêu viêm chờ xem không lâu nữa tao sẽ gặp lại mày tới lúc đó thì cũng là lúc mà mày và cái tinh vẫn các của mày sẽ bị hủy diệt hoàn toàn ở một ngọn núi cách hải cốt sơn mạch hơn trăm dặm không gian bỗng nhiên sao động một khe nứt đen ngòm xuất hiện đám người tiêu viêm từ trong đó phóng ra chân vừa chạm đất tiêu viêm đã chắp tay hướng tới hắc kình nói đà tạ hắc kình tiền bối đã ra tay tương trợ hắc kình khoát tay đáp chuyện nhỏ thôi mà lúc đi mấy lão gia hòa trong tộc cũng đã nhắn ta nói với ngươi mấy lời cảm ơn cảm tạ ngươi đã chăm sóc tưởng nhiên mấy năm nay phần nhân tình này tộc thái hư cổ long ta sẽ tìm cơ hội trả cho ngươi tiêu viêm nghiêm mặt đáp lời hắc kình tiền bối khách khí rồi vãn bối vẫn luôn đối đãi tưởng nhiên như là muội muội chăm sóc nàng là việc phải làm thôi hắc kinh liếc mắt nhìn qua tưởng nhiên rồi lại lắc lắc đầu đáp thân phận của nhà đầu kia có chút đặc biệt nàng đối với tộc ta rất trọng yếu nàng không thể xảy ra chuyện được ngươi có thể đưa nàng an toàn về lại trung châu hơn nữa giúp nàng bắt được liên lạc với chúng ta phần nhân tình này rất lớn được rồi ngươi cũng đừng nhiều lời nữa lại thêm phiền ta dù sao sau này tộc thái hư cổ long cũng sẽ trả lại cái ân tình này của ngươi nơi này cách hải cốt sơn mạch không xa ngươi chỉ cần đi về phía đông là có thể ra khỏi thú vực nhưng tưởng nhiên phải theo ta trở về bổn tộc nghe phải trở về bồn tộc đôi mày cong vút của tử nghiên nhíu lại lắc đầu quầy quậy nói về làm gì ta không về đâu nơi đó chả có cái gì vui chơi cả hắc kình giang tay đáp ngươi nói với ta cũng vô dụng đây là lệnh của mấy lão gia hỏa kia nói rằng ngươi đi chơi đã đủ rồi nghi thức cổ long truyền thừa vẫn chưa hoàn thành xong lần này ngươi phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài với lại bây giờ ngươi tìm ra long hoàng căn nguyên quả thứ này cần phải có ngươi để xử lý hắc kình cười nói tiếp thực lực của ngươi bây giờ Đi theo Tiêu Viêm cũng chỉ thêm trói buộc hắn thôi, nói không chừng, ngày nào đó còn liên lụy đến hắn. Sự tình này, chắc ngươi muốn thấy à? Nhanh chóng hoàn thành xong việc truyền thừa, thực lực ngươi cũng sẽ tăng vọt, khi đó, cũng không ai ngăn ngươi ra ngoài nữa. Lúc ngươi đi tìm Tiêu Viêm, bọn hắn có thể giúp ngươi không ít việc. Nghe vậy, Tự nhiên hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nản lòng nói, "Được rồi, ông thắng, ta trở về với ông." Hắc Kình sau đó chuyển ánh mắt sang Hùng Chiến nói, "Tên gia hỏa nhà ngươi cũng theo ta rời đi đi." Viễn cổ long hùng năm xưa cũng là một nhánh phụ của bộ tộc thái hư cổ long ta. Theo ta một chuyến ngươi nhận không ít chỗ tốt đâu. Hùng chiến cười ngây ngô đáp. Vậy tất cả nhờ hắc kinh tiền bối sắp xếp. Lúc này tiêu viêm chắp tay cười nói. Nếu đã như vậy chúng ta liền chia tay ở đây. Tiểu y tiên sờ sờ đầu tử nghiên mỉm cười dặn dò. Tử nghiên tu luyện cho tốt nhé. Tử nghiên chỉ có thể giàu dĩ gật đầu đáp ứng. Hắc kinh gật đầu hơi chần chờ một chút rồi nói. À trước khi đi ta nhắc nhở ngươi một câu cẩn thận với hồn điện. Hiện giờ, người đã xem như là kẻ đối nghịch với bọn chúng, đừng để rơi vào tay của bọn họ. Tiêu viêm khẽ nói, phụ thân ta vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, mặc kệ thế nào, ta cũng phải cứu người ra ngoài. Hắc kình ngần người, nhẹ gật đầu đáp, nếu đã như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Cáo từ, nói rồi, Hắc kình lại tạo ra một vết rách không gian, rồi xoay người chui vào khe rách. Hùng Chiến và Tử Nhiên cũng lần lượt vào theo, nàng lưu luyến không rời nhìn đám người tiêu viêm, nghiêm giọng nói tiêu viêm lần gặp tới ta sẽ mạnh hơn ngươi đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi luyện đan cho ta ăn mỗi ngày hi hi nhìn đám người tử nghiên biến mất tiêu viêm cũng cảm thấy có vài phần chống trải sự muộn phiền bỗng chốc tan biến tiêu viêm liền tươi tỉnh lại bàn tay vung lên cười to một tiếng nói đi thôi nhiệm vụ lần này đã kết thúc tốt đẹp hồn anh quả đã tới tay xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã có cách giải quyết rồi lúc này tại tinh vẫn các dược lão đang nhắm mắt xếp bằng tu luyện thì phía sau rực lão phong tôn giả cười nói lão gia hỏa ta đã thầm liên hệ mấy lão quái quan hệ không tệ năm xưa bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục chỉ cần ngươi khôi phục được thực lực năm xưa ngươi vẫn là khách khanh của tinh vẫn các dược lão cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ cười đáp ừ nếu ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì tinh vẫn các liền có thể có thực lực làm cho hồn điện phải kinh sợ có sự bảo đảm an toàn bọn họ tự nhiên là đồng ý thôi phong tôn giả nhẹ gật đầu một cái rồi liền trầm ngâm thốt đám tiêu viêm đi cũng được một đoạn thời gian rồi cũng không biết có thể có được hồn anh quả hay không nữa nghe nói di tích lần này hấp dẫn không ít cường giả tới tham gia dược lão nhẹ cười đôi mắt đang khép hở bỗng từ từ mở ra nhìn đăm đăm về phía lối ra vào của tinh giới đáp người cứ yên tâm đi thấy dược lão tin tưởng tiêu viêm như thế phòng tôn giả cũng hơi ngẩn ra theo ánh mắt của dược lão hắn thấy không gian nơi đó đang từ từ vỡ ra cuối cùng phát hiện Đám người tiêu viêm đã về tới tinh vẫn các Phong tôn giả thoáng có chút hâm mộ Nhẹ giọng nói Này lão gia hòa kia Chúc mừng ngươi nhé Nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng thực hiện được rồi Ngươi đã tìm được một đệ tử tốt Đến đây AD xin khép lại tập này Cảm ơn các bạn đã xem hết video Nếu hay Đừng quên cho mình một like Một đăng ký kênh Và cũng đừng quên comment Góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé Cảm ơn các bạn nhiều